Ở đây nè. Ở đây sáng luôn đi. Ở được rồi. Trời. Ở lâu quá. Ông là Dông hai người à? Hả? Mày là ai? Mày là Dông. Tôi là thằng nào hả? Tôi tự giới thiệu, tôi pháp sư nhỏ xíu xíu. Chuyên gia đi giúp đỡ dung linh lang thang nói khác. Những con quỷ chết lâu năm chưa được siêu thoát. Ông phải quỷ không? Trời ơi, có chồng ai chạy? Trời nó sáng luôn quá. Tôi mệt. Cảm ơn. Quen nghề. Cảm ơn. Quen nghề hả? Ủa làm nghề gì mà mặc đồ giống như hát bội? Cả lương hả? Tao không phải hát bội mày. Cả lương hả? Tao học trò lễ. Học trò lễ. Ủa là sao? Học trò lễ. Không biết, nói đi. Làm bộn nhiệt bài. À, làm lễ vui. Không. Học trò lễ là đi cúng đinh hả? Đúng rồi. Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Ông xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám mà mị cõi dòng linh của quỷ dữ. Tại vì Lâm đang ở trên đỉnh núi sông, căn nhà bảo vàng này khá là lâu rồi Lâm trả lời. Lúc trước thì Lâm giúp được cái hai chồng cái dòng nói chuyện rất là mắc cười, rất là tiếu. Thì hôm nay Lâm trở lại cách này khoảng hơn chậm gần 10 ngày. Lâm trở lại coi có cái dòng nào không. Dòng này đi thì dòng kia lại đến nha. Thì ở trên ngọn núi này, một trong những căn nhà hoang rất là hiếm hoi và hiếm có nhất ở trên núi này, thì các những dung linh ma quỷ thì thường vào đây ở. Thì mình sẽ tìm kiếm họ và giúp đỡ họ, cho họ được ấm no, cho họ được giúp họ được chuyển kiếp thành một con người, giúp họ được siêu thoát về thế giới cực lạc. Bây giờ thì video thế nào, Lâm không nói dùng dòng nhiều, mất thời gian ông bà bác lắm. Lâm sẽ di chuyển vào trong để mà tìm người có cái dòng nào không để giúp đỡ họ nha. Vì vậy nhưng mà bác ha, video thế nào mời bác theo dõi nha. Vào trong nghe ông bà bác. Ôi là bà hè chồng hả, tiếu lắm. Hay không có dòng nào tiếu tiếu không? Đi qua đây đi. Trời. Ê, xin chào. Hay đó. Dạ. Wow. Mới thấy đây mà mất tiêu rồi. Có lẽ ông cây ông nóng tiêu rồi trời. Ôi. Xin chào. Làm gì biến tới biến luôn vậy? Hả? Chào nghe. Xin chào. Rồi, cái gì à? Cái gì mà chắp tay dữ vậy? Ở đây nè. Ở đây sáng luôn đi. Ở được rồi. Trời. Ở lâu quá. Ông là Dông hai người à? Hả? Mày là ai? Mày là Dông. Tôi là thằng nào hả? Tôi tự giới thiệu, tôi pháp sư nhỏ xíu xíu.
chuyên gia để giúp đỡ vong linh lang thang nói khác, những con quỷ chết lâu năm chưa được siêu thoát. Ông có thấy quỷ không? Trời ơi, có chậu ai chạy chạy nó kháng luôn á. Cảm ơn. Cảm ơn. Qua ngày hả? Ủa làm nghề gì mà mặc đồ giống như hát bội? Cải lương hả? Tao không phải hát bội mày. Cải lương hả? Tao học trò lễ. Học trò lễ. Ủa là sao? Học trò lễ. Không biết, nói đi. Làm bộ nhiệt bài. À, làm lễ vui. Không. Học trò lễ á. Học trò lễ là đi cúng đình hả? Đúng rồi. À hay quá, cúng đình. Thì cúng đình sao chết? Cúng đình đâu có chết. Đi thần. Đế thần. Đế lên thần. À. Tao đi làm trò lễ. Mấy cái đám. Đám ai có làm không? Có. Làm luôn hả? Nói chung là lễ nào lớn mà có như là lên đồng súng bóng gì chơi không? Không. Ừ luôn hả? Này không có bên bờ đồng bóng. Vậy hả? Vui không? Ngày ngày vui không? Ồ, cái ngày này có gì đâu vui mà tối ngày à. Hửi khối nhang không hả? Khối nhang nè, rồi xác chết nè. Gì hả? Rồi tối ngày à. Ê. Gần với ma không mày ơi. Ồ. Biết cho thành chết cho thành ma luôn. Gì hả? Nghe cũng hay quá ha. Đâu kể tôi nghe coi sao mà làm nghề chung với ma rồi sao chết. Để nghe chơi. Để đi tôi giúp đỡ cho. Tôi tới đây tôi giúp đỡ nè. Ông kể tôi nghe chút xíu đi. Tôi có đem cơm cúng cho ông ăn. Trời trời. Mày bị liệu sao à? Không, thấy ông tính nể lại thôi chứ ông làm gì vậy? Tôi vô trái đồng lại tôi lại lại vậy. Yes. Đạo dỗ thôi đừng nữa. Vậy mày à, pháp sư à, pháp sư bị liệu rồi. Tao làm gì cái làm theo kì. Thì tao không làm chỗ khác được, đừng làm ngay tôi. Được á. Này nghề nghiệp của ta, tao làm kể ta. Nhà này có dựng thần này làm mới đúng nè. Nãy mày hỏi tao cái gì tới đâu? Gì quên à? Hỏi ông sao ông chết, ông kể tôi nghe cuộc đời ông. Ông đi cúng đình này kia nọ rồi hốt cốt gì đó, lụm da chai, ủa lộn, lụm cốt, lụm xương gì đó. Rồi tao hả? Hả? À. Chết hôm nay 50 năm rồi. Ừ. 50 tuổi tôi chết rồi mày. Dạ. Hơi sớm à. Tao tinh quang. Để chú Quang chết nhiều năm rồi? 50 năm. Chết 50 tuổi, 50 năm là... Ui, thì ông chết hồi chiến tranh hả? Nó lúc hồi chiến tranh hả? Đường đành đó đó. Đường đành thế kế đó. Ồ, mới hòa bình rồi. Trước sau vài năm gì đó. Ừ, năm 2 năm gì à? Lúc mà... Hồi đó tao không có đi lính mày ơi. Không đi lính? Tao theo trò lễ á. Ừ. Tao làm bên trò lễ bên... bên tòa thánh. Bên đạo cao đài á. Ừ. Biết không? Biết. Biết. Cứ quen ngày. Làm gì trời? Cháu khác hay tôi quá. Cứ làm như vậy. Quay quanh kia, quay quanh kia. Đúng rồi. Cứ làm như vậy. Gì hả? Cứ lại quỳ. Để tôi quỳ vậy coi. Gì hả? Giống quá ha. Lại. Nhớ quá ha, gãy quá ha. Yêu ngày dữ ha. Xa. Một ngày làm bao nhiêu lần như vậy? Một ngày làm... Ô, có khi hên xui rồi, có khi lại nhiều lại lắm. Có khách đông là làm đông ha. Lại mỗi giờ luôn. Có người cúng nhiều thì người ta nhờ mình làm nhiều hả? Xong với lại trúng. Bữa lại ở cái đền thất. Ừ. Có bữa đền thất mới lại chỗ khác, lại đám tang. Gì có đám tang có luôn. Có luôn. Nhiều rồi, ông như là đủ nghề quá, đủ sống không? Có tiền bổng gì không? Cái gì mà sống không được nữa. Dạ. Yeah. Sống được. Sống... lúc đó là tao mới 20 tuổi nè. Dạ. Rồi tao đi học cái nhà làm đậu tì vậy đó. Đậu tì. Trò lễ. Ừ. Rồi... cũng được. Cái...
có thấy kiếm thêm nghề nữa. Ừ. Mà tao xin qua tao làm đầu tì. Ừ. Đầu tì là khiêng mấy cái hòm, khiêng quan tài rồi đó. Ừ. Mà tao cũng lại. Cũng lại nữa. Mới đầu vô cái quan tài đó mình kêu bằng cái lễ mà đồng quan đó này. Ừ. Biết không? Cũng lại tam bộ như bái rồi. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, là bên bên kia qua bên đây không lại, qua này cũng lại nữa. Ừ. Rồi tao cứ hạ trong sớm làng xưa đó. Có hạ cho lắm tan là kêu tao là tới liền ha. Rồi không có lắm tan thì tao làm một trò lễ. Biết là có ngày tao còn gần gũi với mấy người chết không mày ơi. Rồi làm cũng thời gian lâu lắm. Thì hai thầy trò chết 50 tuổi là làm tới 50 tuổi luôn hay hả, là sao? Là làm mai lâu mới nghỉ. Từ từ mới chuyển ngày nữa. Chuyển ngày nữa hả? Mày không có làm bên gần bên xác chết nữa được. Làm cũng ghê, ngày ghê quá. Chứ làm gì nữa? Không gần xác chết làm gì nữa? Chuyển qua móc cốt. Trời ơi trời. Còn quá cha hơn nữa ông nội, ông đó còn gần nữa. Gác chết là người ta chỉ đóng lại cái hòm thôi, ông người ta không lại thôi. Bây giờ tới ông bóc cái cốt luôn, người ta bóc cái cốt là chết luôn. Tại ra hồi thú cũng chết rồi. Cũng ngán rồi, ví dụ lại rồi, lại nó mỏi giò. À, nó mệt. Bóc cái đỡ hơn nha. Bóc cái đỡ hơn nha. Mới đầu đâu có biết. Mấy mà thấy mấy ông mình mấy chú làm trước đó là câu rồi. Ừ. Làm được cái đầu. Móc được cái cốt đầu tiên, cái ta thấy này làm được, kêu làm nữa mày ơi. Lúc đó trong cái thời mà sau giữa chiến tranh, sau chiến tranh, cách nhau năm hai năm gì ạ? Rồi cái lính nó chết mày ơi, có người dạng nó chết, có rồi đồng bào chết, có người dân chết, có nhiều ha. Rồi chết rồi cái chôn. Chôn đại gì đó, tao làm cái mã lạng lạng, tao chôn vậy đó mày ơi. Rồi cái tao kêu tao đi lấy cốt, đem cái thi hài đó, đem cái xương cốt nó về cái nghĩa trang của bên nhà nước đó. Tập trung lại lính thì nhiều. Lính chết đó hả? Chết nhiều lắm. Việt Nam mình hả, có lính giặc ngục giặt mình đến nước Mỹ hả, là ai đó? Mình là phe ta lấy phe mình thôi, không có lấy phe khác. Thì phe ta lấy phe mình là mình băng của mình đó, mình lấy băng mình. Cũng như có cái thằng trưởng lính mà vì bên mà lấy xác chết đó, lấy cốt đó, nó dẫn tao đi. Dẫn tao đi, nó nói tao tên Quang. Quang nhớ mấy đồng chí đồng đội thằng đó nói ở đây nè. Có một đồng chí hy sinh nè. Tao cũng có mấy thằng em nữa, một mình tao làm cũng được đâu pháp sư. Sao chưa kêu mấy thằng em nó đi theo, mà mấy thằng em đó là nó cũng có trong cái lính. Lính sau này lính chuyên môn đi lấy cốt. Nó dùng xoèn xuống gì nó đào tới cái chỗ gần xác đó. Cái trách nhiệm của tao là chỉ lấy cốt thôi. Bỏ vô một mũ, đem về tới cái chỗ quy định là nghĩa trang đó. Rồi chôn cất lại. Mày ô lấy không biết bao nhiêu xác lấy. Nó dẫn tao đây ra ngoài Bắc, ngoài cũng có, ra ngoài tùm lum. Là đi tới đâu rước tới đó hả? Hồi đó ta làm nghề đó nhiều không, mà sao ông làm ai cũng rước không hết trơn, mình ông làm hay gì? Cũng hiếm thôi đúng không hả? Một mình ta làm không sẽ đâu, cũng nhiều người lắm. Cũng có nhiều người nè, thì chết nhiều quá mà. Nhiều quá. Rồi ví dụ giờ cái người thân người ta chiến tranh trước đó nữa đó, rồi cái người thân người ta chết, ta chôn đó, ta biết chỗ. Khi ta đi đến đó, ta biết chỗ, ta kêu ông ở ngoài Nam đem là Bắc, có không? Có. Có luôn hả? Xưa nhiều khi đội lính của ta nè, đi ra Bắc nữa, đi chết không phải nữa, đi chôn ngoài, lấy cốt về đây. Nhưng mà ở trong đây thì mấy người Bắc ngoài cũng chết trong này, thì cũng chỉ cho ta đem về ngoài, ta đi lấy cốt thôi. Rồi còn chuyện đem thì để bên
mấy thằng mà chuyên môn lính mà đi lấy cốt đó, có cái bên lính mà chuyên môn đi lấy hài cốt liệt sĩ đó, cái trách nhiệm đó nó đưa ra bắt hoặc là nó đưa đi là cái nghĩa trang cái để nó chôn cất. Trách nhiệm của tao là chỉ lấy cốt thôi về ôi. Tao lấy cái đó giờ tính tới tính lui chắc khoảng trăm cái hài cốt, trăm cái là từ hồi chú lấy tới giờ hả? Ồ mà sợ hơn trăm nữa. Nhớ mang máng gì thôi chứ không có chính xác được. Vậy chú lấy gì, mỗi lần lấy gì người ta có trả thù lao cho mình không? Ôi thù lao thì cái người dân á có thù lao, người dân người ta trả, cái người mà người thân của gia đình ta kêu lấy ta trả thù lao cho mình. Có thù lao cái đó thì có. Chứ vậy mới sống được chứ làm đó không lẽ mà ăn cốt sống, ôi lộn, ăn đất sống cái gì. Cũng nhiều người nó cho mình chút đỉnh thì xăng thì đi tới lui đó. Ăn uống rồi ha. Ăn uống rồi nhậu mày ơi. Nhậu luôn hả? Ông biết nhậu luôn hả? Đó. Ồ làm nghề này nhậu rồi. Mày làm nghề tao đi rồi thử mày biết nhậu không? Vậy là ông giống như con làm nghề giống như tâm linh rồi đó. Phải không? Thì ông lấy cốt vậy bao giờ ông lấy nhiều quá rồi nhiều khi cái người âm người ta chết rồi á, người ta không chịu đi, ông lấy cốt người ta có về kiếm không? Không thấy con ma nào về kiếm không? Người tại sao mà lấy cốt tao không? Tao không biết mà. Có thấy không? Có kiếm tao không chứ. Dạ. 50 năm nay là tao cũng làm con ma đó. Thì, trước đó nghe. À, lúc đó là biết sao mà tôi mới dám làm, mà tôi gan là trước khi mà đi lấy cốt rồi đó phải dứt vô sĩ đế cho nó cái hơi ở trong cái người của mình đó mày. Nó thà ra nó bán đi cái hơi người chết mày ơi, chứ cái hơi người chết nó tanh lắm mày. Còn cái thời tao á thì tao lấy ẩu, lấy tả, lấy mau, lấy lẹ. Tao chỉ cởi cái áo ra rồi tao ở trận, tao quấn ngang cái mỏ với cái mồm tao lại nè. Gì vậy? Buộc cái sao lại nè. Gì vậy? Dẫn cái xuống tới mà lúc mà lấy đó. Bịt cái mỏ, bịt miệng lại thôi. Vậy hả? Mà cái hơi nó dẫn vô. Vô sống vô được, cái hơi ông bịt nó đỡ thôi, bụi nó đỡ thôi chứ cái hơi, cái luồng khí của nó có mà. Mấy chục năm đó tao lấy cái trăm cái cốt rồi. Rồi sao ông chết à? Già quá rồi nó bị nhiễm cái độc mày ơi. Nhiễm độc mới 50 tuổi chết rồi. Chết 50 năm nay rồi. Hồi chết ở đâu, quê quán ở đâu mà không ở nhà cho con cháu? Hồi lúc đó có vợ con gì chưa, ở nhà nó thờ thì sao không đi lang thang thang đây chị? Rồi đi lang thang tao kiếm ma. Rồi ma mà không được, ông quỷ ông đi kiếm ma làm gì trời? Ma chứ không phải quỷ. Tại vì kiếm ma chị lúc sống gần gũi với xác chết. Tao những cái xác chết mà không biết là có đi theo tao không. Chứ tao nghe dân giả bên tai hoài. Có đứa thì cảm ơn. Thằng bộ đội rồi nó cũng cảm ơn chú lấy hài cốt của tôi về giúp. Có bà nói mày tà lanh tao nằm đây yên ổn rồi. Nghe lời con cháu lên mày móc tao lên. Cự không chịu hả? Là làm sao? Thì lúc mà tao chết rồi đó bà mới tao cũng thành linh hồn rồi đó. Bà không cảm ơn mà bà cự, bà nói tao là nằm đây nè. Tao sắp được đi đọc hài. Như mày đọc tới hài cốt của tao mày đem giờ chút khác. Rồi là hồn tao nó không có yên ổn. Tao chưa đọc hài được nè, tại mày. Rồi cuối cùng bà có gặp bà luôn hả? Lúc đó tao chết rồi bà mới... Chết bao lâu mới gặp bà? Chết nhưng mấy năm sau là gặp hả? Có người nó cảm ơn, có người nó chửi, có người nó... nhiều khi nó ở ngay chỗ mà người ta ăn nằm đó yên ổn rồi nó hợp với cái với người ta. Nhưng mà nằm ở đất khách với người thì cái người thân á, người ta không muốn, nó muốn đem về cái chỗ người ta có mua rồi
ăn chỗ cắt lại. Ừ. Nhưng mà nằm ngay chỗ đó thì người ta yên, yên mồ yên mã đó, đúng không? Ừ. Mà động tới mồ mã người ta thì cái sự bình yên của ta đó nó đổi vậy. Nhưng khi có người ta sắp đi đầu thai rồi, chết mấy chục năm, cả trăm năm gì trước hay là cái gì đó không biết, tao quán chắc tao cũng lắm. Bởi vì tao thì cũng làm phước cũng có, làm phước là mà lấy cho mấy bộ đội rồi đó, lấy cho cái tranh đó thì có. Nhưng mà cái người dân á thì phải có cái giá đàng hoàng mới làm, chứ làm nghề nó bệnh hoạn lắm. Yêu ơi, đúng rồi, có tiền mà sống rồi lo uống thuốc men đâu chi. Vậy là ông có nhậu rồi ông làm nghề đó ông hít vô bệnh chết. Chết 50 năm nay có đi xuống Long Phú không? Gặp ông Diêm Dương chưa? Thì xuống dưới á. Dưới á. Có đi chưa? Chưa có đi. Nếu mà chưa, đúng rồi, nếu mà đi rồi thì đâu đứng ở đây. Đúng rồi. Tao nội mà mấy cái quan hồn mà nó trách móc tao không á, tao không có đi được. Sao tránh mắt không được, phải cảm ơn ông chứ, tao lấy cốt dùng về nhà ở yên nghỉ ngủ lành. Có người á, như cái bà nè, nói vậy. Bà nói tao chết mà tao đang là yên để yên cho tao, tự nhiên mày nghe lời con cháu tao là mày lại mày móc cốt nó lên. Trời đất ơi. Rồi mày bắt cự luôn ha. Mày bỏ nó vô cái hũ. Mày đưa nó vô cái chùa. Bây giờ làm cho cái hài cốt tao nó bị xáo trộn rồi, nó không còn bình yên nữa. Tao sắp đi đọc thai rồi, phải nói tại mày. Cái tôi tao mới nói tại con cháu bà nó kêu tôi mới làm, chứ tự nhiên tôi biết hài cốt bà đó đâu mà tôi móc lên. Đúng rồi, biết bà là ai đâu, bà có được giữ thoát không, nghề tôi làm nói, thôi. Rồi mày không có làm cái nghề móc hài cốt đi, cái gì con cháu tao biết. Nó tên nó lùi bật cách tao. Cũng cách nữa ha. Vậy thì rồi cuối cùng bà có giận không, bà có làm gì không? Bà trách hoài vậy đó, bà cứ tao đi đâu bà đi theo đó hoài. Rồi bao lâu nữa mới hết cái vụ đó, không còn mấy con ma theo ông nữa? Lúc đó là mới có mấy năm đầu đó. À, sau này á tao bỏ quê hương của tao, tao đi luôn mà. Đúng rồi đó, ông bỏ đi xứ đi luôn. Nó cứ rên. Bỏ xứ đi ha. Biết sao mà nó rên, nó khóc, nó trách tao không? Dạ. Có người á thì tao lấy thiếu cái tay. Có người tao lấy thiếu cái móng giò. Trời ơi, cái móng giò còn đâu lấy thì thiếu. Cái xương á, cái xương móng giò. Cái xương móng giò nè, lấy không hết đó phải không? Nó theo cái đầu tao. Mắc gì rồi? Vậy mà cái mấy cái xương, cái mấy cái quan hồn hay cốt nó đầu. Nghe nó rỉ dãn bên lỗ tai rồi, bởi vì tao mới bỏ xứ tôi đi luôn mẹ. Hiền chi làm cái nghề đó, nhiều người thì ta cũng, bởi vì người ta lấy lâu ghê đúng không? Ha, rồi hôm tôi có thấy một lần người ta lấy lâu, tôi làm gì lâu lắm. Làm kỹ lắm. Mồi rồi móc lên kỹ ha, lấy cho hết ha, để tao mở trách ha. Nhưng mà tao nói mày nghe gì nè, cái nào á, tao nói chữ thật. Không nói gì vậy. Mà cái nào phải có chữ T đi đầu. Mấy cái thót đó, cái chữ T nó hơi yếu quá. Mà tôi làm cho nó lẹ. Mấy cái chữ T mà nhiều quá đó rồi tôi làm kỹ lắm, mấy cái qua cái mấy cái gì ông hồn nó không có trách. Nó còn cảm ơn, nó mấy cái cảm ơn đó là cái chữ T nó nặng đó. Chữ T là T nhiều xíu. Nhiều xíu đi làm cái quạt cho. Kỹ thấy vô về qua kia đưa. Ê, cho tôi 50. Ôi, ông gắng làm việc tốt thì cho 100. Kỹ liền ha. 70 cũng được. Ông vui quá ha. Giờ vậy thì mẹ hỏi có vợ con gì không? Có lợi chưa quên nè. Ôi, làm nghề có vợ con mà không có mẹ ơi. Có ngày đi đi xứ người ở thì nhiều. Có nhà ở đâu mà có vợ có con. Nó này lúc đầu tiên là 20 tuổi là ta làm bên đúng rồi ấy rồi đó, bên đậu tì vậy đó, bên học trò lễ ngày xưa sao mới làm đậu tì. Ta chuyển cái nghề lẻ lắm mà cuối cùng
mấy ngày hốt cốt rồi chết luôn đó. Thực ra ngày xưa không có gì nghề, không có nghề nghiệp đâu, làm ổn định cũng lang thang nhiều nên là không làm nghề đó thì làm nghề gì phải không? Không phải. Thế sao? Là tại mình thích thôi. Thích, trời là coi. Tại mình thích làm thì thôi. Làm một lần vậy thì nó có tiền hơn mà mình còn phải đi làm công, mình thuê làm mướn người ta thì nó không có bằng. Không bằng ha. Rồi làm được dành dụm được mớ nào không mà? Có dư không? Ồ, dư cái gì? Chắc nhậu hết rồi quá. Dư được mấy cái xương á. Dư mấy cái xương. Mấy cái xương mà không phải xương của mình. Xương nó nằm trong chùa á. Để kể cho mày nghe. Cái đặt nó có hên. Hên gì? Hên lấy cái cốt của cái người này. Cái người bác đạo. Ờ. Mà nó nằm gần ở dưới quê tao. Ờ. Người ta có tàu á, ta để vàng trong này. Trời, cho bà tàu giàu lắm. Người ta nhét. Ừ. Cái khâu... Khâu gì? Mấy chỉ. Khâu vàng. Ừ. Mấy chỉ luôn, coi 5 chỉ luôn. Dạ. Yeah. Tàu vô mạnh rồi. Em luôn. À, em luôn. Rồi gì, tao biết không? Người nhà tao nhớ không? Người nhà mày dám xuống đó không? Mà người ta nhớ không? Cái người trốn người ta còn được sống ở đó không? Chắc sao này người ta cũng không nhớ, nhưng mà cái con cháu lấy hả? Tao đâu có nuốt trôi. Ừ, không nuốt trôi, lấy được không nuốt trôi hả? Sao vậy? Cái bà người bà tạo đó. À, cái người lấy cốt đó. Người lấy cốt hả? Cái bà ơi, cái bà tao lấy cốt đó, bà theo bà đồ hoài. Đồ, chơi vậy? Không có trả bà không? Không trả mà được chứ bà. Hoài đó. Nhát không tối ngày luôn. Ở đây ông bao lâu mà bà làm sao bà đòi kiểu sao? Bằng ngày thì bình thường. Ừ. Tao cũng đi lấy cốt bình thường vậy. Ừ. Thì tới giờ tối đó. Ừ. Mà tao ngủ đó. Đang nằm mơ thì thiểu đó. Bà nó quán ơi quán. Trả cái khâu cho tao. Trời ơi, ghê. Ốc nổi luôn. Bà đồ hoài. Ừ. Tao thì có tính quá. Rồi trả cho bà chứ sao? Trả cho bà. Ừ. Rồi bà hết đau theo phải không? Phải trả cho bà. Lúc đó ta còn sống. Ờ. Trả cho cái người mà kêu tôi đi hốt cốt đó. Ờ. Đâu phải trả thôi, bà mới nghĩ kêu bà nghĩ đòi chứ thôi, bà đòi hoài đó. Đòi mày khỏi mà lên sáng đêm mày khỏi ngủ luôn. Phải trả cho cái người mà kêu lấy cốt bà đó, biết tao biết cái người đó, nên tao trả lời. Gia đình tao muốn làm gì đó tao làm. Vậy bả mới tha cho tao. Bởi vì tao sợ cái xứ tao lắm rồi, tao mới trốn lên đây nè. Trốn lên đây mới có 5 ngày nay hả mẹ ơi. Ngoài mấy bữa trước lại đâu có thấy ông đâu. Ở đây 5 ngày à. Rồi, bây giờ nghe câu chuyện ông cũng hay quá. Ông tôi giúp đỡ ông chịu không? Giúp đỡ về chùa tu đi, chết mấy chục năm mà. Thì chùa tu lành tu hiền, sớm đầu thai thành người, thành người ơi, thành người đời sau đừng làm như thầy, ủa là làm đạo thầy gì nữa, đừng làm hút cốt nữa, ghê quá, tạm nghề nguy hiểm quá. Tao cũng ghê nữa rồi. Giờ sợ rồi, ma mà còn sợ. Tao cũng sợ nữa. Đột hải mà mày lấy, tưởng là vô mánh được cái khâu đó rồi. Ừ. Có đồ hoài luôn đó, phải gì? Bởi vì lấy mấy tiền nó nuốt không trôi nữa ha. Nuốt không trôi. Thôi, vậy cần giúp đỡ cho ha. Vô. Vì tao... Không đi ra ngoài ngồi chơi. Tôi cúng cơm chồng ông chịu không? Có cơm bánh ngon lắm. Cúng rồi xong rồi giúp đỡ chồng ha. Rồi, cảm ơn nghe tao đi ạ. Tao tên Quang nha. Chúc kêu Quang vô nha. Rồi. Ông ra ngoài đồng bao coi. Giờ là mình sẽ lấy đồ đặt nghi thức ngay đây. Cúng chồng xong rồi giúp chồng nha. Nghe cuộc chuyện nha. Ê, rùng rợn quá ha, ngoài mắt ha. Bây giờ Lâm sẽ đặt cái thứ cúng cho các ông à. Cái gọi là vị đạo tỳ nè. Ông giống như nghề đạo tỳ vậy đó. Đủ thứ nghề chứ. Giúp đỡ cho ông ấm no đi. Sẵn mình đưa ông về chùa tu luôn. Chết rồi mấy chục năm không chịu thoát được. Chắc làm nghề này nó vậy sao. Tính là cũng làm phước mà sao kỳ.
Nên ông cũng làm phước lắm mà sao mà ngộ ta. Hai lần quá, không hiểu được. Cúng bơm hoài, dòng thấy ăn bơm, bơm như lựu đạn. Bây giờ nha, chúng cái cây bơm mới dễ lắm mà. Bánh trái chồng ấm nò, giúp ông. Ông mang lát mình vô giúp ông về chùa tu. Nó đẹp tối rồi mà 6 giờ đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thí Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các hương linh thổ thần thơ địa, các chư vị thần ở đây, đặc biệt là cái dòng ảnh quan tài mới thời. Hãy dùng bánh trái giúp anh về chùa tu lành tu hiền nha, sớm rồi hay chuyên kiếp thân người nha. Rồi, sẽ lui ra. Còn ba dùng một bát ha. Chết nông dục năm nay là mà cũng còn nhớ ngày. Phải biết như vậy tới đây sớm sớm chút xíu nữa là gặp được pháp sư này rồi. Hôm mà mình cũng may mới tới đây để gặp pháp sư này. Ngon, cảm ơn. Là mình được đi rồi, đúng ra là mình đi đầu thai kiếp khác rồi, nhưng mà mình làm chắc mình làm cái nghề không có đàng hoàng, gặp của người ta thì tham lam lấy luôn của người ta, với làm gì tiền không.
Thì khi lấy thiếu cái ngón tay, thiếu cái ngón giò, không có cái tâm, không có tốt, phải làm ma hoài. Đây, một chút pháp sư này nó còn trở lại đây không? Mình hỏi nó coi sao mà phải làm ma làm 50 năm nay rồi không đi đầu thai được. Hỏi nó coi, nó trả lời cho mình coi sao, tại sao phải làm ma hoài. Không biết tại sao lại làm ma lắm dù hôm nay. Làm ma trốn chạy đến đây. Cũng may trốn lên ngay chỗ này. Gặp được pháp sư này. Trốn chỗ khác gặp. Không biết gặp được ai nữa. Gặp pháp sư khác nó bắt. Sư này nó nói nó giúp gì đây nè, để coi. Như là nó gạt mình ta, hay là mình đi. Sư này ghê lắm.
pháp sư này nó nói chuyện cũng đàng hoàng, chắc không phải là pháp sư dữ đâu, không bắt đâu. Thôi, ngồi để đợi nó đi. Ngon không? Hả? Ừ. Đừng nói đi. Đừng là nói đi, tôi giúp cho ông về ngôi chùa tu lành tu hiền sớm đầu thai chứng nước thì người anh Quang ơi. Chứ anh trở thành một hộp nước chưa dở ở đây không ít gì đâu. Mùa nắng đỡ, cái mùa mưa cái là mấy cái nhà nó nóng lắm. Rồi sao chỗ đó anh ở. Em giúp anh về một cái thất của Dung Linh ở, có em mưa gió người ta cúng cho hàng ngày trái cây rồi cà hối cơm bánh đầy đủ cho anh ăn anh dùng. Tao có một câu mà thắc mắc hoài. Câu gì? Sao tao chết 50 năm nay rồi tao không đi đầu thai được mày? Dắt do cái nghiệp gì đó đời trước của anh là sao em biết được, đâu có biết đâu. Cái này thì em không đoán được thì chắc anh hồi mình còn sống mình có sát sinh hay giờ công hả, là chỉ ăn thịt ăn cá thôi. Tao không có làm mấy cái chuyện sát sinh hay giờ. Chỉ có ăn thôi đúng không? Tao chỉ hơi tham lam xíu thôi. Trời đất ơi, vậy là phải rồi. Tham lam cho nên là chết 50 năm nay không được siêu thoát. Mà tham lam mấy vụ mà nãy ông nói ấy hôn tê đúng không? Ủa? Ồ phải rồi, cái tê đó là ông lúc mà đi lấy hài cốt cho mấy người lính đó. Ừ. Tao không có lấy tiền. Ừ. Tao làm phước. Nhưng mà người khác lại lấy chặt hơn nữa hả? À, tao gặp đồ của nó là tao lấy chứ tao không có lấy tiền của mấy người. Trời vậy là ông tham lam hơn, coi vậy đó còn xấu nữa. Tao đó. Lấy người biết tao lấy gì không? Lấy gì? Lấy quẹt shippo không à? Gì hả? Ồ thời shippo là VIP lắm á, tiền không nữa ha. Mà bán lựa cái shippo của Mỹ tao mới lấy. Tiền không đâu nội ơi. Shippo xài bằng xăng đúng không? Ừ. Tôi cũng biết ăn quẹt đó nè, nhưng mà ăn quẹt bây giờ ít có hàng Mỹ, hàng ngày xưa lắm. Giờ gì thì để tôi nói thêm cái nghiệp không? Chắc có lẽ là vì mình tham lam đó, cho nên mình không siêu thoát được. Cũng vì tham lam đó mới chết trong 50 năm nay rất dơ rất dở. Không đi xuống được, mà cũng không có đi lên được. Ông nằm giữa chừng vậy nè. Thì hỏi thêm câu nữa thôi, rồi giúp ông. Rồi lang thang gì, có một quỷ dữ nào ăn hiếp ông không? Có gặp ma cái, hay quỷ cái, hay là quỷ dữ gì ăn hiếp ông không? Lúc sống là tao sống chung với xác chết. Gì hả? Có hồi tao chết thành ma. Không ai thấy hả? Ma nó gặp tao nó còn sợ nữa. Gì hả? Rồi, nói vậy thôi thua luôn. Giờ giúp cho về chùa tu lành tu hiền. Ráng về đó mà tụng kinh niệm Phật. Rồi ráng mình coi như mình ăn năn sám hối những gì mình làm sống đó, mình trộm cướp giống như ông đó, ăn cướp người ta rồi đó, ăn cướp ăn trộm người ta rồi, tánh gì không có được. Cướp đầu cướp chết nó bỏ rồi tôi mới lấy chứ không phải mấy mụ đội đó. Thì nó mơ nó cho theo rồi tao gặp nó lụm thôi chứ có cướp đâu. Vậy hả?
Cũng không được nữa mà ơi, cái đó là của người ta chôn là của người ta mang theo mà ông lấy là ông chưa sinh người ta, chưa sinh người thân, người thân của người ta, người còn sống của người ta, người cõi âm người ta vậy, có gì mấy bà kia bỏ đi đòi ông hoài đó, nó cũng là cái nghiệp. Thôi vậy thôi, tôi nói cho ông hiểu vậy đó, rồi ông tôi giúp ông về ngôi chùa tu đi, về đó rồi ông tu tập thì tự động ông sẽ hiểu hơn nhiều hơn. Vậy là tao hiểu rồi, phải đó gặp được cái gì cũng đưa trả lại người ta đi được rồi. Mà nếu mà làm gì tao lấy gì tao sống mày, thì tiền thù lao đó chị, tiền thù lao có nhiêu, ông tham ông cũng nghèo không có giàu được đâu mà. Thôi mà bây giờ tao cũng hiểu rồi, tại vì tao tham quá không có đầu thai được rồi. Đúng rồi, con người chúng ta mà sống tham quá cũng được, nhưng mà bắt mình phải làm ăn ai chính, không được tham lam. Của mình là của mình, của người ta là của người ta, không được tham lam, không được lấy của người ta, mình ráng làm một sức lao động của mình đi, đúng không? Bây giờ tôi giúp ông về cho ha. Rồi chịu ơi, chịu phục đúng không, thuyết phục đúng không? Tao hiểu rồi, hiểu sao mà tao không lọc thai được đâu. Giờ con chúc chú Hoàng về đó tu thành chính quả, có rảnh thời gian rảnh về đó con thăm ông trò chuyện với ông ha. Rồi giờ niệm với con xá chữ Nam Mô Phật con đưa đi nha. Cảm ơn Pháp Sư nha. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi ông bà bác ơi, em giúp thêm cái dòng ông chú Hoàng này làm nghề đạo tỳ, làm nghề cúng bái, làm nghề hút xương cốt của người chết, thì giúp đỡ mấy bộ đội này không có ít, nhưng mà ông có cũng tốt cái nghề đó, nói chung không xấu gì, nhưng mà có hơi tham lam tiền của ta một chút, cho nên thì làm con ghiền người chết mà mang tội. Chúng ta không được tham lam tiền của người chết nha, mà bắt thứ nhất là cái dòng hồn họ chưa được siêu thoát, họ sẽ tìm đến với mình, nó đòi được cho bằng được đó. Như vậy nha bà bác ha, video làm kết thúc tại đây, hẹn bà bác những video tập tiếp theo, chào tạm biệt bác nha.